Hello Bắc Dương nha, Nguyễn Bình Dương, Dương Nguyễn Bình gì đó. Bác hỏi mình là cách chỉnh cơ bản cái động cơ 1 kg, 3 kg, như dòng xả, tốc độ này kia để chạy mình nó quy hay pin ha. Cái này nhiều anh em làm clip lắm rồi, nhưng mà anh em rảnh thì mình nói lại một số ý ở trên cái phần mềm của mình để cho các bạn dễ nắm bắt hơn. Cái phần mềm EQ này á, nó thiết kế cái hệ vôn sẵn đây á, là dành cho EQ, nên cái việc bạn chơi EQ nó dễ, chọn đúng hệ vôn mình thôi, 60, 72, 84 gì đó ha. Cái phần để ý á, là phần regain nè, regenerative, dòng cho phép sạc được tối đa là bao nhiêu. Nếu mà các bạn đi EQ thì theo mình biết thì và từ 0.2C trở xuống là an toàn. Chứ nếu các bạn để nhiều quá thì nó sẽ bị nóng, dễ phù lắm. Thì cái pin cũng vậy, nếu mà các bạn để cái dòng sạc lượng này cao quá, không, để cái phần tái sinh này cao nữa, ví dụ như là BMS nó set là 30A này, là sẽ rotate, thì các bạn xả đây ví dụ 50A, mà dòng regain tới 50A thì cái BMS nó sẽ ngắt nguồn của cái EQ. Cái EQ này sẽ không kiểm soát được điện ở bên trong của nó, thì chuyện nó xì khói là bình thường nha. Nên các bạn phải tính cái dòng regain nó bao nhiêu. Thì ở đây EQ là 0.2C, mình lấy ví dụ nha. Cái bình EQ 25A thì mình sẽ nhân nó với 0.2 thì sẽ ra cái dòng sạc ngược tối đa là 5 đó. Quay đây mình sẽ 5. Những cái phần khác thì những cái lý khác mình có nói sơ qua rồi, mình chỉ cần để ý cái này thôi. Tách tiếp theo thì bạn nói là dùng xả, tốc độ, thì mình nói sơ qua chút. Dòng xả này thì nó phải phù hợp với cái ECU của bạn. Ở đây mình không nói đu bơ gì hết, mình khuyên là các bạn nên để ví dụ như E100 thì các bạn để 80 thôi, tức là 80% danh định cứ thôi, thì các bạn chạy khá là thoải mái, không sợ nóng, không sợ hư EQ, các bạn chạy đường dài vân vân, thì các bạn để 80 nhá. Nếu EQ 100, 150 thì các bạn để chừng 120 chẳng hạn, vậy là maximum. Nhưng cái này là mình đang nói về mặt EQ là tối đa nha, còn phải phù hợp với động cơ nữa, cả tốc độ này cũng vậy. Nó phải phù hợp với động cơ. Và như thế nào là phù hợp thì mình nói tới dòng xả trước. Dòng xả phù hợp với động cơ thì ví dụ động cơ 1000W thì cái dòng peak của nó, tức đây là 1000W chanh đỉnh nha, chứ còn ai mà ghi peak vô thì không cần tính bước này. 1000W chanh đỉnh thì cái dòng peak của nó có thể là nhân tới 3 lần hay là gì đó, nhiều bạn đi 4 lần vẫn được, nhưng mà nó có cháy hay nó có như thế nào không biết. Thì theo cái nhà sản xuất khuyến cáo á, thì nó là 2.5 thôi, là trong ngưỡng an toàn nha. Thì bạn nhân nó với 2.5 là bit của nó được 2,5 kg. Rồi các bạn lấy 2,5 kg này chia với cái hệ vôn của các bạn, bạn đi 5-6 bình gì đó, thì các bạn ví dụ địa hệ của bạn là 72V thì bạn chia cho 72 thì là 34 đúng không? Đó là 34A là max cho cái động cơ của bạn, động cơ 1 kg này với hệ 72V. Nhưng mà cũng động cơ 1 kg này, động cơ 1 kg này các bạn xài hệ 60V thì lên tới 41A rồi nha. Lên tới 41A rồi. Và các bạn thấy không, cái vôn càng cao á, thì cái dòng xả càng thấp, mà dòng xả càng thấp thì nó khá là tốt cho động cơ, cho dây dẫn và cái EQ luôn. Cái dòng xả thấp thì nó mát hơn, với lại cái vôn, hệ vôn mà nó cao hơn á,
cái hệ volume nó cao hơn á, thì được cái lợi nữa. Đó là cái gì? Đó là cái vận tốc cơ bản của các bạn nó sẽ được tăng lên. Đó, mà không cần tới thông số flush này. Kêu. Thông số flush này nếu mà đặt á thì nó sẽ giảm moment xoắn. Nó sẽ giảm moment xoắn và nó gây nóng nóng động cơ và tốn điện khi đi tốc cao nha. Thì đây là 41 với cái hệ 61 60V đúng không? Đó, thì mình đi cái đấy đó, 60. Đây là xong cái phần dòng xả nha. Rồi tiếp theo tốc độ. Tốc độ như thế nào là phù hợp với động cơ? Thì đầu tiên các bạn phải tìm được cái tốc độ không đổi, dạng như một cái dạng tốc độ giám định của động cơ. Thì các bạn phải tắt giới hạn tốc độ đi, chuyển flush cho về không để tìm tốc độ không đổi của động cơ. Rồi khi mà tìm được tốc độ không đổi á, thì các bạn nó nhân nó với 125%, tức là cộng thêm 25% nữa là tối đa cái RPM nè. Đó là tốc độ tối đa mà cái động cơ các bạn có thể đạt được trong mức an toàn nha. Thì các bạn để không đây và tắt giới hạn tốc độ, thì các bạn save lại, ghi vô trong động cơ không. Rồi xong các bạn qua tắt display, các bạn dặn hết ga. Khi mà cái RPM này nó ổn định ở cái dòng tua bao nhiêu á, thì bạn ghi lại, bạn ghi nó lại. Ví dụ 1000 dòng, các bạn cộng thêm cho nó 25% nữa là 1025 dòng. Các bạn điền như đây 1025, rồi ghi lại, bật ghi lại nha. Rồi nhưng mà đừng có bật giới hạn tốc độ nha, mà ghi lại thôi. Rồi đây vẫn là không nha, các bạn tiếp tục qua đây bắt bình vặn, các bạn vặn. Mà nếu mà đây không lên được 1025 dòng thì các bạn sẽ chuyển về tab flush này, tab flush này nè, các bạn sẽ tăng thử lên 1000. Bạn quay lại đây, nếu mà bạn dặn lên nó thêm 1500 dòng chẳng hạn vậy, thì nó nhiều quá, thì các bạn phải giảm này xuống nha. Tại cái này nó thừa, thì bạn giảm đến 500. Nhưng mà nó chỉ lên được có 1100 dòng, thì nó ít quá, thì các bạn phải tăng này lên thử 2000 coi. Đó, là mới nãy là khi bạn tăng 1000 thì nó lên được 100 nha. Mà các bạn tăng thêm 1000 nữa mà lên được 100 nữa thì ok. Nhưng mà các bạn tăng 1000 nữa mà nó chỉ tăng được 20-30 thì đừng, thì đừng có tăng nữa nha. Tốc độ mình tính là 1250 thì là tốc độ lý thuyết, còn cái tốc độ thật của động cơ có thể đạt được. Đó là nếu mà khi tăng flush này thêm một lần nữa, nhưng mà cái tốc độ nó không tăng nhiều thì cái nó chỉ tốn điện với lại làm nóng động cơ thôi, chứ không có tác dụng gì hết, thì các bạn phải giảm lại 1000 như thế này và xác định đây là cái dòng tua mà các bạn có thể đạt được trên động cơ này, nó hợp lý nhất, nó ít tiêu tốn điện nhất, nó không có hại động cơ không, thì là mới là 1100 dòng. Thì bạn đi quay lại một sửa lại 1100 dòng, được chưa? Nhưng mà chắc chắn là không vượt quá, cho dù bạn tăng đây mà nó có tăng hơn nữa đi, nó có tăng hơn 1600 dòng, 1700 dòng, các bạn cũng không được quá 1250 vòng một phút, nghe chưa? Đó là cái ngưỡng an toàn nha. Rồi vậy thôi, những cái phần khác thì mình có hướng dẫn MTBA rồi KPE, KI rồi này kia mình đã hướng dẫn hết rồi. Còn thắc mắc gì nữa thì comment dưới, mình rảnh thì mình làm clip ngắn nha. Này là kinh nghiệm cá nhân thôi, anh em có phương pháp nào hay hơn thì cứ comment, welcome hết nha.